iPad 9 ra mắt và đây tiếp tục là thiết bị dành cho nhu cầu học tập và giải trí khi trang bị A13 Bionic nâng cấp từ A12, cũng như Apple vẫn sử dụng thiết kế cũ với phím Home cũng như sử dụng kèm với Smart Keyboard và Apple Pencil 1. Đây có lẽ là mẫu thiết kế được ít người quan tâm nhất trong sự kiện của Apple, bởi tất cả nổi bật nhất trên chiếc iPad 9 này chỉ là giá rẻ và dễ tiếp cận người dùng là các học sinh, phụ huynh cần một thiết bị cho con cái học tập online như hiện tại. Đầu tiên là về nâng cấp nhẹ cấu hình đối với iPad 9. iPad 9 hỗ trợ con chip A13 cho hiệu năng CPU cao hơn 30% và GPU mạnh hơn 20% so với iPad 8. Đặc biệt, Apple cho rằng iPad mới cũng nhanh hơn 6 lần so với các tablet Android khác. Apple nhấn mạnh vào hiệu năng cho phép sử dụng các app sáng tạo, vẽ cũng như chơi game, soạn thảo văn bản, vân vân. Điểm thứ hai là về camera. Camera trước 12 megapixel ultra wide hỗ trợ center stage khi camera sẽ di chuyển theo người đang gọi FaceTime. Nhờ dựa vào Neural Engine trên A13, center stage hỗ trợ khi có hai người trong khung hình và có thể dùng khi iPad xoay ngang và dọc. Center stage cũng hỗ trợ cho các cuộc gọi video bên ngoài, chẳng hạn như zoom. Camera sau thì có độ phân giải là 8 megapixel f/2.4. Tiếp theo là hỗ trợ đi kèm các phụ kiện Apple trước đó. Với việc trang bị Smart Connector mà iPad vẫn tiếp tục sử dụng Smart Keyboard cũng như Apple Pencil giúp tối ưu combo dành cho việc học tập và làm việc, đặc biệt những ai đang làm việc trong lĩnh vực sáng tạo. Thứ tư là trang bị sẵn iPadOS 15 mới nhất. iPadOS 15 mới hỗ trợ tốt hơn mọi tác vụ sử dụng với nhiều tính năng mới về phần mềm. Thứ năm, màn hình giữ nguyên. iPad 9 có màn hình 10.2 inch 2160x1620 pixel, hỗ trợ công nghệ True Tone, độ sáng 500 nit, thiết kế tổng thể dường như không thay đổi nhiều. iPad 9 có tặng kèm phụ kiện. Khi mua iPad 9, người dùng sẽ được tặng kèm sạc 20W và dây USB-C to Lightning. Và cuối cùng là về giá bán, iPad 9 sẽ có giá khoảng $329 cho phiên bản 64GB. Học sinh sinh viên được mua với giá $299, giá ở Việt Nam tương đương khoảng 7,6 triệu đồng.